Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ngày nay, với sự tiến bộ xã hội và điều kiện kinh tế phát triển, sức khỏe có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thực phẩm chức năng viên nén Hồng Mạch Khang ra đời với thành phần chính là cao quy đầu, cao xuyên tiêu, cao ích trí nhân kết hợp với các yếu tố L-carnitine formarat, magie lactas giúp hỗ trợ tăng cường tuần hoàn, lưu thông máu lên não, bổ máu, nâng cao sức khỏe, đặc biệt ở phụ nữ, người già, người bị thiếu máu, suy dinh dưỡng. Giúp làm giảm các triệu chứng của huyết áp thấp, cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực phẩm chức năng Hồng Mạch Khang giúp bổ máu và tăng tuần hoàn,